Bây giờ người ta làm mô hình nông nghiệp trồng trọt, sản xuất và chăn nuôi, người ta làm như thế này các bạn này. Trước tiên người ta làm một cái vấn đề gì đó, người ta phải xác định một điều. Một là người ta bán giống, có nghĩa là trong quá trình sản xuất và chăn nuôi, người ta sẽ tạo ra một lượng giống nhất định, người ta sẽ đẩy đầu ra. Hai là người ta bán thành phẩm. Bán thành phẩm là người ta tạo ra cái thành phẩm đó thì người ta sẽ bán với hình thức như thế nào. Một là người ta có thể là xuất khẩu, hai là người ta có thể là tạo ra cái sản phẩm và đặt tên thương hiệu cho mình, và người ta phân phối cho các cửa hàng đại lý để bán được với mức giá nó cao hơn. Và thứ ba là người ta bán linh kiện, phụ kiện, sản phẩm hỗ trợ trong lúc người ta chăn nuôi, người ta trồng trọt đó. Và làm sao để người ta bán được như vậy thì người ta có những cái chiến lược riêng. Ví dụ như là trong quá trình làm ấy, người ta thực hiện, người ta quay các video lại, người ta chia sẻ những video là quy trình làm như thế nào này, hướng dẫn này, những kỹ thuật này, rồi là người ta xây dựng kênh ở trên internet. Người ta xây dựng ba kênh luôn các bạn. Có nghĩa là người ta tạo ra một cộng đồng follow theo dõi người ta. Và sau khi có cộng đồng đó, người ta sẽ xây dựng những chiến lược là bán hàng, làm thế nào bán hàng cho cái cộng đồng này, và từ đó thì người ta mới có tiền được. Còn như anh em mình ấy, bây giờ trồng một củ khoai chi phí hết 12 đồng và sau đó bán với 13 đồng thì lúc nào mình mới trở nên giàu có được. Và các bạn đừng có nghe là bảo là nuôi 10 con hươu, 20 con bò và từ nghèo khó và trở nên giàu có là không có đâu các bạn nhá.